Vâng, xin chào quý vị khán giả. Clip tiếp theo ở nhà anh Trọng ở Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Tôi sẽ ghi hình cho chúng ta xem một số những cây trong vườn. Cái không gian rừng đá này tôi đã quay trong clip trước. Anh em có thể vào clip trước để xem. Chúng ta muốn tìm cái video trước thì chúng ta có thể gõ cái số điện thoại của anh Trọng ở trên tiêu đề clip. Chúng ta nhập đúng số điện thoại đó trên Google là sẽ ra clip, hai clip này để chúng ta cùng xem. Giới thiệu với quý vị khán giả, đây là một cây vọng cách. Cây này có cái thân hình rất đẹp và nghệ thuật, đường thân co lắc uyển chuyển. Và tôi sẽ nhờ anh Trọng anh giới thiệu. Song Long, đặt tên là Song Long. Đặt tên Song Long à? Song Long. Dáng điệu nha. Chơi cây là cả một quá trình rất nhiều thời gian và rất công phu. Từ khi ra mầm, uốn cành cho đợi đến lúc to. Còn cây này là cây anh mua về đúng không? Tôi mua cây phôi về này. Anh đo cho em cái vành thân thôi. Đang áng để đo găng tay cho nhanh. Bao nhiêu? 80. Cây vọng cách rất lớn, vành gốc 80. Bao nhiêu mét anh? 2,5 mét. Cây này mà thành bông đẹp lắm. Dáng hiệu này. Đang chia bông đấy. Cắt chia bông vào vị trí hết rồi đấy. Đây một số vào vị trí hết rồi. Một số cút chốt của anh là xong rồi đúng không? Bây giờ đợi to lên cắt giật là làm bông. Giật là nhịp đầu tiên. Chỉ cần giật một nhịp anh làm bông đã đẹp rồi. Đúng rồi, thì giật một nhịp đầu tiên là đẹp rồi. Chúng ta cùng xem một số cây nhá. Thì nhờ anh giới thiệu. Cây sang như một cái cột chống trời. Có quả. Nhìn lá mới đầu tưởng bạch thiên hương. Nhưng đây quả nó đậu nhỉ. Đây là cây bạch thiên hương. Lá nó ngắn là lá nó tròn hơn, dày hơn. Thanh chi. Có hiểu rồi. Vâng, giới thiệu quý vị khán giả, đây là một cây bạch thiên hương nhá. Cây rất khủng. Cây này vành lớn đấy. Hiệp thử đo găng tay cho anh xem nào. 45. 42, 43. năm mươi kinh. Cây bạch thiên hương vành gốc 50, thân cao. Cây này hoa màu trắng tinh khôi và có hương vị rất thơm, cho nên được gọi là bạch thiên hương. 2m8, 3m. Cao 2m8. Vâng, và chúng ta sẽ đi ra, tôi đã nhìn thấy một cái cây đây anh ơi, anh giới thiệu cây này đi. Đây là cây hạnh à? Cây hạnh. Hoa hạnh. Cây hoa hạnh này làm trong chậu khoảng 15 năm trong chậu. 15 năm trong chậu rồi. Cây này là cây mà uốn nó rất khó ở. Bỏ dăm. Cũng được làm khá kỹ nhỉ. Đây nha, những cái đường uốn co lắc này. Cái này chỉ uốn, cái này không thể cắt được. Nó bỏ dăm không cắt giật được, nhưng chỉ có cách uốn. Cây chế hoa thế được rồi. Hoa mà làm cái này cũng khó. Chúng ta cứ hình dung cái cành, cái mầm của nó mà nó cứng như này, nó giòn. Nhưng mà uốn được những thành những cành cong mà nó lớn phát triển như này cũng cả một vấn đề nhá. Cây khá già rồi, địa y lên đầy thân, đầy cành, đường cung co lắc rất đẹp. Nghệ thuật. Nhà anh thì cơ bản là mua phôi là chủ yếu. Anh đơn kia cho cái chậu bé hơn thì trang hai cái cành kia nó rất to. Đấy, làm lại ấy. Làm lại thì bông hoa hạnh đẹp chậu đấy. Trước nó to lắm, to hơn cùng hơn cái chậu này. Cái đấy đẹp.
Nếu một cái đơn thì đấy là cây trang. Bông trang. Việt Nam gọi. Cây được đặt trên chậu và bên dưới là cái đôn đá rất đẹp và nghệ thuật. Đá nguyên khối nhá. Bên này có một viên nguyên khối rất đẹp. Này kiếm đá từ bao giờ chứ bây giờ đi kiếm nó cũng khó ấy nhỉ. Đá đẹp quá. Nguyên khối đá ở nhà nhiều lắm. Còn đá nguyên khối không có đá đủ không? Đây cũng là một viên nguyên khối này. À, anh đi giới thiệu cho em một số cây nữa. Vâng, đây là một cây dưới. Cặp dưới cái dòng này là dòng da trắng này. Cụm rừng. Thân cốt lớn, lùn cây. Để tạo bonsai cây này rất đẹp. Vâng. Đây là anh Trọng đang nuôi phóng để lấy chốt nhá. Sau đó cắt chốt là do vẽ bông. Đây là một trong những cây dưới làm cụm rừng rất đẹp. Đặt là tác phẩm là ông cháu. À. Tên là ông cháu à? Ừ, ông cháu. Đây là người ông và đây là người cháu. Vâng. Còn... đây là gia đình. Đây là con, đây là người cháu. Vâng, với một cây cụm rừng thì thân pháp có một thân chủ. Thân chủ là thân chính cao nhất và cũng là thân to nhất. Lái cả một quần thể nhiều thân. Tất cả chốt nó vào vị trí này. Vâng. Chỗ này là vào vật ra vào vị trí ra đây một tàn và lên bông. Vâng. Là xong cái chủ, xong cái ông ấy. Tầm này là anh bỏ che chắn được rồi đấy. Mấy ông lắng này che. Vâng. Bỏ ra để cho quang hợp. Đây đang được nuôi phóng để cho cành nó to ra. Khi to bằng cái 15. To bằng cái ống này chẳng hạn không? 15 tầm ống này. Khi to bằng ống này. Cắt được nhịp đầu tiên là đẹp. Anh chỉ cắt một nhịp phát là ra bông đẹp rồi. Ra bông rồi. Tôi sẽ quay xung quanh cây này nhá. Để cho chúng ta hình dung cái cây bốn mặt đều đẹp. Đây mới là mặt chính rồi. Mặt bên kia mình lấy bên kia chính. Mình lấy bên kia chính à. Nói chung là các mặt đều đẹp. Chơi cây là phải chơi tứ diện. Và cái dòng dưới này da trắng, lá răm rất dày, đốt lá rất dày nhá. Răm dày. Cái dòng này tạo bông đẹp lắm anh ạ. Đây mình nuôi tốt nhưng mà răm con dày này mà. Vâng. Cái dòng này tạo cây nó mới đẹp. Em có một cây em làm răm dày lắm đẹp. À, chúng ta sang cây dưới bên kia đấy, xem một cặp này thế nào nào. Cặp này là cặp ông cháu. Tác phẩm là ông cháu. Vâng. Đây nhà có một tác phẩm dưới nữa thì đặt cũng là cụm rừng đấy, đặt tên là bà cháu. Bà cháu. Bên kia có ông, bên này có bà đúng không? Ông bên này là bà. Đó. Vâng, với cái cụm rừng này là một cụm rừng cũng khá đẹp nhá. Cụm rừng này thì được cắt chốt rồi. Bây giờ vào bông và nuôi bông tay cành cho nó phi ra to là chơi thôi. Bên kia chưa quên chưa đo chiều cao nhỉ? Chưa quên chưa đo. Cái này nó cao 1m 1m1. Bên kia to hơn con này. 1m1 kia nó to gấp 3 con này. 3 con này. 1m1 trên trồng trên cái chậu dài 1m2. Vâng, kín chậu. Chậu 1m2. Đẹp quá, cây các cái cành nó chia hướng đẹp. Tôi sẽ quay lốt mấy cái bông của cái cây tử này. Điệu như cây này. 15 nữa thì cây này sẽ hoàn thiện. Cây này còn điệu anh ạ. 15 nữa hoàn thiện. Đây chúng ta xem nhá. Anh em nào mà thích cây nào thì cũng có thể liên hệ với anh Trọng nhá. Đây là dòng dưới da trắng ấy. Lá nhỏ. Đây nó dày như này mà. Anh cứ thả viên bi đây không rơi được nhá. Dòng người chơi thích. Cây đẹp. Điệu. Đường thân nó uyển chuyển, co lắc. Đây là bà. Ông. Vâng. Đường chạy nó đẹp. Cong điệu. Cái này cho cũng đang gài đá đấy em.
Vâng. Chưa kiếm đủ đá, gài đá là rất là đẹp. Đúng rồi, cây này gài đá. Chưa kiếm đủ đá, kiếm đủ đá là gài đá, cái này cái bệ này là gài đá rất đẹp. Vâng. Bên này có cây si đẹp ghê. Bác giới thiệu tí nào. Cây si này thì mình đang cắt các đầu rồi, đang cắt nhịp thứ hai. Đây là được nhịp rồi. Ra nhịp thứ hai rồi. Ra nhịp thứ ba rồi. Cái này chắc đến cuối năm là cũng hoàn thiện này. Cuối năm hoàn thiện. Chưa, cuối năm hoàn thiện được. Tầm cuối năm. Thì đang cũng đang gài đá. Vâng, tôi giới thiệu với quý vị khán giả, đây là một cây si búp hồng. Đây là một trong những dòng si cũng khá đẹp nha. Đấy, tất cả những cái đầu búp lên là sẽ có màu hồng. Và thân cốt thì côn cây. Ở dưới này to, trên bé. Côn dần. Lu này, bên này nó có lu nữa thì. Cây nào nó già nó mới có lu được. Mà cái giống nó có lu. Có những cây nó già nó không có lu được. Cái dòng si tròn nó bao giờ nó cũng thế. Si lá tròn này. Lu nó lên và nó chảy xệ đẹp. Được đấy nhỉ, cây này được đấy. Năm ở 25 nữa mới hoàn thành. Vâng. Tác phẩm này. Tác phẩm này còn cắt ra bỏ. Bên này thân chính làm ngọn trên này nhỉ. Ngọn đây đẹp. Nó là sau nó sẽ hòa vào nhau thành một cái tán tự nhiên. Đây, cái này ra đây làm ngọn của cái này. Vâng. Cái này vắt đây là ngọn thì nó như là cái tự nhiên. Mỗi thân một ngọn. Nhìn ở làm sao nhìn ở dưới lên đẹp thì từ trên xuống cũng đẹp. Vâng. Trên xuống nhìn dưới lên. Cái này thì sẽ làm cho cái dáng. Chúng ta sẽ xem một số cây phôi, cây bé nữa nhá. Cây si kia cũng đẹp, cây này cũng đẹp. Đây là, cũng là si búp hồng. Con này hay đấy nhỉ. Long lụt được ấy nhỉ. Không, nó chỉ cây bé lùn lùn thôi nhưng mà nó già lu biếu đi. Biếu chứ. Đấy. Cái chốt này gần hoàn thành rồi này. Chốt này thì gần cuối năm chia là hoàn thành rồi này. Đây. Chia thì anh phải lái thằng này về đây. Đây, thì cái chốt này ra đây, đây ra một, đây một bông, bên này một bông. Bên này bông này. Đây lại tiếp vào. Đây phi một bông cái đây nữa. Ba bông. Đỡ lên cái ngọn đỡ. Thế thì anh phải nuôi thằng này thật to. Đấy, cái này đang nuôi to. Đây cắt một phát này. Đây là được cắt một lần rồi. Đấy, cắt lần giờ ra được cái này rồi. Phải làm to thì nó mới cắt. Cái này to nữa là mới cắt. Cái này thì nó ra trước bên này. Bây giờ lên, cắt lên giật lên ngọn là cũng xong rồi. Bây giờ hướng làm như này này. Cây này nó lùn thì sẽ làm hai tay một ngọn. Thế nhưng mà hai tay trong mỗi một tay đấy nó làm chia làm ba bông. Thì nó sẽ dày bông, sẽ đẹp. Ba bông. Ngay cả ngọn này cũng chia là ba bông này. Một ngọn nhưng mà nó thành cũng hình dung là ba bông. Không, một ngọn cái đấy làm một quả phúc thôi. Đấy, quả phúc đây, quả phúc nhưng mà mình nhìn từ dưới lên nó cũng hình dạng là có hai cái này. Không, anh đừng chia thế. Anh chia anh vắt luôn thằng này làm ngọn này. Cứ nuôi to sao vắt thằng này ngọn. Cái này xong phải cắt chứ. Cái này nuôi to khoảng một ngón tay này sẽ cắt đi. Cắt giật mình phải giật. Bên này 3 bông, bên kia 3 bông, thành 6, 7, rất đẹp. Ngọn thì là một bông thôi. Ngọn một bông đúng rồi, ngọn là một bông, nó sẽ là một quả phúc. Nhưng mà cái này phải to bằng ngón tay này mới giật được. Đây là bẹ của nó, đưa nó đẹp. Hay đấy nhỉ, cây bé là hay. Lá đẹp quá. Đây thì mình chả hiểu Lam Điền không? Người bảo Lam Điền, người bảo Điền Hạt. Có Điền Hạt đấy. Cái lá này nó hơi khác cái điền mà người thì bỏ điền hạt. Nó điền hạt nhưng nó là điền giống điền đẹp. Lá nó dày. Đây là cây si. Si lá tròn. Cái dòng si lá tròn chơi cây đẹp, sau lên lu nhiều. Đây nó cũng già này. Đây là cũng ra lu này. Vâng. Cái này sau nó bo được cũng anh phải nuôi phóng mạnh. Đây, bây giờ mình vào chốt rồi thì mình sẽ nuôi phóng. Đúng rồi. Vào chốt rồi. Đấy, cắt vào các điểm, các vị trí rồi. Bác cắt chốt khá kỹ nhỉ, ngắn. Được. Đấy, phải cắt như thế thì sau đầu nuôi cả rông. Cây sơn liễu à? Còn mấy khi ở nhà cứ phải định hình cái chốt hết. Anh kiếm cây sơn liễu gốc khủng ghê nhỉ. Cây sơn liễu, tuần 2 tuần cắt định hình như này thì thôi phóng nhỉ. Anh. Đấy, cây sơn liễu này cũng khá độc đáo. Kiếm cây sơn liễu khủng ghê nhỉ, độc. Cái vanh gốc này của nó điệu nhỉ, cây khá điệu. Vanh gốc của nó 41 này.
lu đây. Đúng đây, có lu này. Đấy, quả lu trong giá trị nhất là quả lu đấy. Cây này chiều cao hoàn thiện là 40 46. Mà này đẹp quá. Đẹp cái này đem ơi. 46. Em có đi tìm cây sơn liễu mà kiếm được những cây to rất hiếm. Không phải ít đâu, nó toàn nhiều thân nó chia ra thôi. Đây là cây này nạc thân này. Chủ yếu là bụi đúng không? Chủ yếu bụi thôi. Đây đây có người tư vấn anh là khoét cái này đi. Không. Để chơi cái này nhưng mà anh nghĩ là thôi. Xanh quét nó còn liền xẹo. Cái biếu đấy. Anh lấy cái độ gân guốc của nó này vào cái biếu này nó mới đẹp này. Còn cây xanh anh khoét đi nó có thể túm được như thằng này có. Không túm được. Không túm được. Tốt nhất là không làm. Nó còn cứng hơn xương cá. Đúng rồi. Cây này anh mà làm bông được nó dày răm dày di dít như san hô đẹp lắm. Đây là anh đang chia tiếp bông nên nó không dày đấy chứ. Lúc mua là nó dày lắm bây giờ mình đang chia tiếp bông. Đợt rét là sẽ chuyển lá sang màu đỏ như vậy. Rồi lúc nó rộng rộng rụng lá. Cây xanh quê cũng già quê. Và méo ấy, vàng ươm. Vâng, tôi sẽ quay qua những cái cây bên này nhá. Giới thiệu với quý vị khán giả, đây là cây bông trang. Cây trang đỏ, màu đỏ cam. Ông đang dặn mấy anh em đeo khẩu trang vào. Sam bông à? Cây sam bông. Một cây sam bông nghệ thuật. Rất điệu. Rất khó. Đường chạy khó phết. Đây là cây kim quýt. Đây là cái dàn gọi là dàn bim bim đúng không? Cây to có. Xi tía. Ô, cái dòng này đẹp đấy anh ạ. Cái dòng này dăm mà anh ép được nó dày di dít luôn. Đây hướng mình làm đây là có chân bệ rồi này. Đấy. Đây chân bệ cây nhỏ vâng. Có chân. Si mà có chân là cũng hiếm. Đúng rồi. Đẹp phết nhỉ. Đang nuôi được cái chân. Đang chân đế. Si tía này làm dăm đẹp lắm. Nó dày dăm. Bây giờ bác ra hướng dẫn em. Đây là cây quay nữa cây ra này quay thêm cây đây là cây cây du. Cây du. Cây du. Du này cũng già lắm. Song thân. Cây hai thân. Gọi là tỉ muội đi. Được. Đúng. Điệu. Gọi tỉ muội. Bộ bé du mà kiếm được cái này cũng khó. Đúng rồi. Cái này anh cài đá vào. Đúng. Đây làm gì đã có thời gian cài đá phải mua. Riêng cây đá anh cài xong cái này anh nuôi phóng thật to ra đây. Đây cái này nó đã thành cây muội được rồi. Sắp thành rồi. Nuôi to ra đừng bấm vội, cứ nuôi cành nó phóng vút ra ngoài, sau nó to xong mới bấm, bấm nó phùi mầm ra. Lúc bây giờ mình mới chia nhánh, nó mới nhanh được. Cứ anh làm này nó lâu. Nhưng mà cái này thì điện... xong rồi. Cái... đang nói là cây tử nữa thôi. Rồi, cây cái em. Cái này làm dần. Cây này xong. Vừa rồi. Chơi vừa làm. Đi sang bên kia tí đi xem mấy cây. Cây bồ đề đẹp quá, hàng hiếm đấy nhỉ. Bồ đề này thì là hàng, nói là hàng hiếm. Cái này anh mua ở đâu đấy? Cái này mình cũng phải mua cây này cỡ khoảng 15 năm rồi. 15 năm ở vườn rồi. Đây cắt giật. 15 năm nhưng mà cái này mới năm ngoái thì mới làm lại cắt vâng. Như thế này. Trước đó là như Phật bà lên cao lên. Không được, anh cắt phát này đẹp đấy. Cắt tất cả. À. Vâng. Cái năm vừa rồi, đầu năm vừa trước là cắt tất cả để là chuyển thành cây giáng làng. Vâng. Đấy ra là cây này cây giáng làng rất đặc sắc đấy. Làm cây lún lực. Cây giáng làng rất đặc sắc. Cây bồ đề già giáng làng già vàng ươm. À, bốn mặt đều rất là đẹp. Kinh này, thân đẹp. Vách là vàng hết thân lên cả mốc hoa cao. Đế bệ cũng đẹp. Đẹp như cây này nó rất là mịn đây. Cả mặt trước mặt sau bốn mặt đều đẹp. Anh có giao lưu cây này không? Hay để làm? Thực ra là cây này thì cũng có người lạ nhưng mà chưa đến mình mong muốn
giao lưu thì vẫn giao lưu nhưng mà cái giá chưa đến cái... Thôi được rồi, cái này anh em nào mà thích thì có thể là liên hệ với anh Trọng nhá. Cái này nó trên cái chậu là dài. Anh đo vanh gốc này. Cái vanh tổng thể nhá. Cái vanh này nó tương đối đâu, nó không được chuẩn lắm đâu. 113 đi, 114. 114 vanh gốc. Chiều cao thì chẳng chỉ tầm 3 găng. Cây này sẽ làm đến chỗ này thôi. Đấy, cái này đang nuôi ngọn lên thì chỉ làm đến đây thôi. 38. Chỉ lên 38. 38 thôi. 38. Số đẹp. 38 mà đang ở trên cái chậu này. Cái này phải cho vào chậu bé hơn, nó đang ở cái chậu dài. Không, anh sau này hoàn thiện anh thay chậu sau. Còn đang nuôi cành thì cứ để chậu to lại. Đây là cái chậu mỏng hơn, cái an mỏng hơn. Đây chậu tàu, đẹp quá nhỉ. Đây xem chúng ta xem qua mấy cây xì phôi nhá. Đây là xì tía. Đây tía. Đây là xì tía. Dáng trực. Ờ, đây à, làm nó trực sau là muốn làm dễ buông xuống. Riêng cái ngọn này nuôi to thì nữa. Đấy, đang thả sỏng hết mà. Nuôi to lên, sau cắt trên này là một làm bông trên này. Còn khu vực dưới này đang thả sỏng. Vẽ ngang. Đang thả sỏng. Cây đẹp. Cây này chất đẹp này. Cái bu hồng. Không. Hồng nó tròn đấy. Cái này có chân bệ rất là đẹp. Kinh. Chân bệ rất đẹp luôn. Lá vừa cả tròn. Cả hai mặt đều rất là đẹp. Bu hồng lá tròn mà rất là dày. Lá tròn dày bóng. Cái dòng này rất quý này. Đây là vừa rồi là sâu nó ăn. Cái này ra tầm bao nhiêu anh? Cái này thì có người giả 50 đấy, nhưng mà thôi cái này là mình muốn để chơi. Mình làm, mình chinh phục nó. Quý nhỉ, cây này quý. Muốn là chinh phục nó. Đẹp. Đẹp. Chinh phục nó mình sẽ làm cây dáng trực trực lùn, ngọn nó đến đây thôi. Ừ, đến đây. Đấy, ngọn to lên nó sẽ cái ngọn nó đến đây thôi. Thực ra cái này anh nuôi nó to bằng này, nó bơ bè đây nó sẹo này, nó cứ bo lửa cái sẹo này. Cắt phát đây, cắt hết đi cái nó bật mầm chỗ này. Đấy, ra. Lách này nó bật mầm này này. Ừ, lách bật mầm ra cái uốn ngọn. Đẹp quá thì mà cái này rất đẹp, cái là nó chân rất là đẹp. Vậy. Chân có chân rất đẹp. Cái mặt bên kia, chân bên kia còn đẹp hơn. Nhìn phôi nhưng mà con này phê thật. Để em quay mặt bên kia. Chân bên kia nó rất là đẹp, cái chân. Con này đẹp quá. Đấy, cái chân đúng không? Con này giữ chơi. Muốn chinh phục con này. Là một cây trực lùn. Cứ chốt to anh. Đây, cắt cái này phát. Chốt to lên. Đấy. Răm nó dày này anh bảo. Nhìn răm dày này. Mà nuôi tốt mà răm nó dày thế mà nhỉ? Khoảng cách từ đây đến đây đốt lá này nhanh dày này. Cứ nuôi to cắt phát đây làm bông được. Chia đây là hai bông. Cái này thực ra là nếu mà nuôi tốt đến cuối năm là cắt được còn nhiều đấy. Chưa. Anh cứ phải nuôi bằng chốt bằng cái này cho em này. Bằng cái ống phi 21-22 này. Bè được cũng tầm lửa cái này. Ừ. Một cái này bo rất nhanh nhá. Kẹo nó bo rất nhanh. Những cành dưới nuôi càng to càng tốt, bằng phi 27 đẹp. Trên này bằng 21 cắt. Đây, ngay ở cái cành này cũng nuôi để cho nó bo sẹo. Vâng. Thằng si này cũng đẹp, si này cũng già. Si này là si đỏ. Si đỏ. Cũng vách răng làng. Cái này sẽ làm răng làng. Ở dưới là cái thân chính của nó, trụ chính của nó có chân ấy. Vâng. Mình đang ủ lên để phun mặt này mặt sau. Vâng, có lẽ là cái clip này tôi sẽ dừng ở đây để chuyển sang một clip mới. Bởi vì vườn còn khá nhiều cây. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.